Lưu Diệt Phi lộ diện, chỉ với một hành động đủ khiến Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh bị lu mờ. Sau thành công của hai dự án truyền hình là Mộng Hoa Lục và Đi Đến Nơi Có Gió, Lưu Diệt Phi tiếp tục tham gia câu chuyện Hoa Hồng với vai trò nữ chính. Sau khi phim đóng máy, Thần Tiên Tỷ Tỷ ít lộ diện hơn khiến công chúng cực kỳ mong đợi. Được biết, dự án câu chuyện Hoa Hồng do Lưu Diệt Phi đóng chính sẽ được lên sóng trong năm 2024 này. Sau thời gian dài yên ắng, mới đây Lưu Diệt Phi đã tái xuất khiến cộng đồng mạng được phen dậy sóng. Cụ thể, Thần Tiên Tỷ Tỷ đã đăng tải một bức ảnh mới trên Weibo cá nhân của mình và thu hút sự chú ý rất lớn. Nữ diễn viên Huệ Anh Hồng cũng đã vào bình luận dưới bài viết của Lưu Diệt Phi là đại mỹ nhân này. Cũng nhờ việc đăng ảnh mới, nhiều người mới phát hiện chuyện Thần Tiên Tỷ Tỷ bị Weibo đánh rớt xuống tiếp vàng vì lâu không hoạt động. Tiếp vàng là tài khoản thường, đã xác nhận danh tính. Tiếp đỏ là tài khoản có tương tác cao của người nổi tiếng. Nhưng chỉ thả nhẹ một bức ảnh, Thần Tiên Tỷ Tỷ không những lấy lại dấu đỏ, mà còn tăng thêm người hâm mộ. Sau khoảng 3 ngày đăng tải, bài đăng của Lưu Diệt Phi đã vượt 1 triệu lượt thích, giúp cô tăng hơn 70.000 người theo dõi trên Weibo. Trong bức ảnh mới, Lưu Diệt Phi mặc một bộ váy trắng, choàng khăn và mái tóc buông xõa thướt tha, làn da trắng như phát sáng của Thần Tiên Tỷ Tỷ, khiến bao người phải ngưỡng mộ. Tuy nhiên, dáng đứng tựa như nữ hán tử của cô lại khiến các fan không khỏi bật cười. Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh mới của Lưu Diệt Phi đã bạo đỏ hot search ở cả hai bảng Weibo. Nhiều khán giả đã không khỏi cảm thán trước sức ảnh hưởng của Lưu Diệt Phi, chỉ với một bức ảnh cô đã bạo đỏ, thậm chí khiến Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh cũng phải e ngại. So với Dàn Hoa 85, Thần Tiên Tỷ Tỷ vẫn ở một vị trí cách biệt hơn hẳn. Đầu năm 2023, Lưu Diệt Phi đại náo màn ảnh với bộ phim Đi Đến Nơi Có Gió, và trong năm 2024 là bộ phim đang rất được mong chờ câu chuyện Hoa Hồng. Phim truyền hình hiện đại tiếp theo do cô đóng chính lên sóng, sở hữu dàn diễn viên quy tụ từ đỉnh lưu tới tiểu sinh đang hot. Câu chuyện Hoa Hồng được kỳ vọng sẽ tạo nên cú nổ lớn chẳng kém Đi Đến Nơi Có Gió. Câu chuyện Hoa Hồng là bộ phim truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Trong phim, Thần Tiên Tỷ Tỷ Lưu Diệt Phi sẽ đảm nhận vai Hoàng Diệt Mai, một bà mẹ đơn thân đã trải qua thăng trầm cuộc sống. Bên cạnh đó, dàn diễn viên nam cũng là những cái tên có sức hút lớn như Bành Quán Anh, Lâm Canh Tân, Hoắc Kiến Hoa, Lâm Nhất. Theo đó, bốn chàng trai bước qua cuộc đời nhân vật Hoàng Diệt Mai do Lưu Diệt Phi thủ vai, bao gồm mối tình đầu Trang Quốc Đống do Bành Quán Anh thủ vai, người chồng dịu dàng Phương Hiệp Văn do Lâm Canh Tân thể hiện, Tri Kỷ Tâm Giao Phổ Gia Minh do Hoắc Kiến Hoa đóng, và chàng trai trẻ tuổi Tỏa Nắng Hà Tây do Lâm Nhất thủ vai. Nhưng một điều gây bất ngờ là đây không phải bến đỗ cuối cùng của nữ chính. Đàm Tùng Vận công khai người tình mới, danh tính đàn trai bị chê vì không xứng với nữ thần. Đàm Tùng Vận là một trong những nữ diễn viên nổi bật của Cbiz, thành tích phim ảnh của cô nàng luôn nằm trong top đầu dàn diễn viên lứa 90. Trong năm 2023, Đàm Tùng Vận liên tục gây sốt màn ảnh nhỏ với hai bộ phim truyền hình hiện đại. Mới đây, trên mạng xã hội lại bất ngờ xuất hiện tin đồn cho biết, bộ phim Tiêu Dao đã tam định nữ chính là Đàm Tùng Vận và nam chính là Hầu Minh Hạo. Cũng theo nguồn tin này, tác phẩm dự kiến sẽ khai máy vào ngày 24 tháng 2 sắp tới. Thông tin này khiến các mọc phim rần rần bàn tán. Hiện, phía Đàm Tùng Vận và Hầu Minh Hạo chưa lên tiếng xác nhận về vai diễn mới trong Tiêu Dao. Trên các diễn đàn, cư dân mạng đưa ra hai luồng ý kiến trái ngược. Phần lớn công chúng đặt kỳ vọng vào dự án mới của Đàm Tùng Vận. Đã rất lâu kể từ Cẩm Tâm Tựa Ngọc, nữ thần thanh xuân chưa đóng cổ trang. Bên cạnh đó, bạn diễn của Đàm Tùng Vận trong dự án mới cũng thu hút sự chú ý lớn. Dù không có nhiều kinh nghiệm đóng phim như các bạn diễn trước đây của Đàm Tùng Vận, nhưng Hầu Minh Hạo vẫn được khen có tiềm năng diễn xuất. Với khả năng tạo phản ứng hóa học tốt của Đàm Tùng Vận, netizen tin rằng phim sẽ làm nên chuyện sau khi ra mắt. Tuy nhiên, phần lớn ý kiến lại cho rằng Hầu Minh Hạo không xứng đôi với Đàm Tùng Vận, phần vì anh chàng còn trẻ, kinh nghiệm chưa phong phú bằng đàn chị. Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng không nổi tiếng bằng các bạn diễn nam trước đó của Đàm Tùng Vận. Cũng có không ít khán giả thể hiện sự lo ngại cho Đàm Tùng Vận, bởi cô vốn không được đánh giá cao ở mảng cổ trang. Nữ diễn viên có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt phù hợp với phim hiện đại hơn. Chưa kể, đây lại là dự án tiên hiệp cổ trang. Bộ phim Hoa Ngữ được mong đợi nhất 2024, không phải Giữ Phượng Hành hay Trường Tương Tư 2. Năm 2024 hứa hẹn sẽ là một năm đầy bùng nổ của màn ảnh Hoa Ngữ với nhiều dự án trọng điểm, được đầu tư với kinh phí khủng ra mắt. Thêm vào đó là sự góp mặt của dàn đỉnh lưu, lưu lượng nức tiếng Cbiz như Dương Tử trong Trường Tương Tư 2, Triệu Lệ Dĩnh trong Giữ Phượng Hành, Dương Mịch trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Nguyệt Hồng. Nhưng đâu mới là bộ phim được mong đợi phát sóng nhất. Theo danh sách những tác phẩm cổ trang đáng mong đợi phát sóng vừa được công bố mới đây,
phân theo những cấp độ khác nhau và theo thứ tự từ trên xuống dưới. Khánh Dư Niên 2 của Trương Nhược Quân là ứng cử viên được gọi tên đầu tiên, tiếp đó mới đến Giữ Phượng Hành và Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Nguyệt Hồng. Trong khi đó, Trường Tương Tư 2 của Dương Tử, Thủy Long Ngâm của La Vân Hy hay Anh Hùng Chí do Thành Nghị chủ diễn xếp ở mức độ cam, dưới một bậc. Ngược lại, Đại Phụng Đã Canh Nhân do Vương Hạc Đệ và Điền Hy Vi diễn chính, từng được cánh truyền thông đánh giá cao nhất, lại chỉ dừng chân ở cấp độ 3 màu xanh trong danh sách blogger công bố lần này. Chung mâm với Quốc Sắc Phương Hoa của Dương Tử và Lý Hiện, Phàm Nhân Tu Tiên của Dương Dương và Kim Thần, Không Lưng của Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh, đáng lưu ý, trong số một vài bộ phim kể trên, Không Lưng có tương lai mù mịt nhất, bởi nữ chính của phim là Tống Tổ Nhi đang bị phong sát vì có hành vi trốn thuế. Giới thiệu thêm về Khánh Dư Niên, nội dung phim xoay quanh câu chuyện tranh quyền đoạt vị chốn cung đình, đấu trí đấu não căng thẳng, nhưng không kém phần ly kỳ hấp dẫn. Mùa đầu tiên của phim đã lên sóng vô cùng thành công, mang về 14 tỷ view cùng nhiều thành tích ấn tượng khác. Bước sang mùa 2, dù phim còn chưa chiếu nhưng đã thu hút hơn 11 triệu lượt đặt xem trước, tính từ tháng 5 năm 2023 phim khai máy tới nay. Triệu Lộ Tư và loạt sao Hoa ngữ được nhận xét hợp đi hát hơn đi diễn. Việc những diễn viên Hoa ngữ có nhiều tài lẻ hay năng khiếu nghệ thuật là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên, có những nữ minh tinh được nhận xét thực sự phù hợp với việc ca hát và trình diễn hơn là đi đóng phim. 1. Triệu Lộ Tư. Sinh ra trong gia đình khá giả nên Triệu Lộ Tư được học nhiều môn năng khiếu từ nhỏ. Ngoài ca hát, nữ diễn viên còn có thể nhảy hiện đại, múa dân gian, chơi đàn tranh, đánh piano. Năm ngoái, Triệu Lộ Tư đã mở hẳn một concert vào ngày sinh nhật của mình, trình diễn các tiết mục đa dạng để cảm ơn người hâm mộ đã đồng hành suốt thời gian qua. Bên cạnh đó, cô nàng cũng rất chăm góp mặt trong các phần trình diễn ca múa trên các sân khấu, sự kiện lớn như gala chào năm mới của Đài Hồ Nam, đêm hội Đu Dinh. 2. Cúc Tịnh Y. Vốn có xuất thân là một idol, nên Cúc Tịnh Y không gây bất ngờ khi có thể cân đẹp cả nhảy và hát. Nhiều người đánh giá cô nàng thích hợp với vai trò ca sĩ hơn là diễn viên. Với ngoại hình sáng sân khấu, Cúc Tịnh Y luôn nổi bật át vía những ngôi sao còn lại. Hơn nữa, khả năng diễn xuất của nữ diễn viên cũng không được đánh giá cao. Cô nàng đa phần chỉ đóng phim cổ trang với thể loại nhân vật và tạo hình một màu. 3. Ngô Thư Hân. Giống như Cúc Tịnh Y, Ngô Thư Hân cũng có xuất thân là ca sĩ thần tượng. Cô nàng từng tham gia chương trình Thanh Xuân Có Bạn và thành công debut với tư cách thành viên nhóm The Night. Với khả năng nhảy múa tốt, biểu cảm linh hoạt, tạo hình bắt mắt, sân khấu mới là nơi Ngô Thư Hân thuộc về và phô diễn được trọn vẹn tài năng của mình. Vợ chồng Đắc Kỷ Ôn Bích Hà vẫn mặn nồng sau 24 năm cưới, tiết lộ lý do tặng đồng hồ xa xỉ cho vợ. Ôn Bích Hà và chồng là doanh nhân Kenny Hà Tổ Quang, đã bay tới Bali để đón giao thừa và ngày lễ tình nhân, tận hưởng khoảng thời gian bên nhau. Trên trang cá nhân, Bông Hồng Lửa đăng nhiều ảnh gợi cảm trong kỳ nghỉ. Ôn Bích Hà cho biết, chồng đã chuẩn bị một ngày lễ tình nhân lãng mạn cho vợ. Anh tặng cô một chiếc đồng hồ Audemars Piguet có giá lên đến 7 con số. Ngoài ra, khi Ôn Bích Hà thức dậy vào buổi sáng, cô thấy một bó hoa hồng đỏ lớn được đặt bên giường. Cô viết trên trang cá nhân, tôi rất hạnh phúc không phải vì giá trị của những món quà mà vì tôi được ở bên ông xã. Thực sự Kenny đã tặng tôi quá nhiều quà, kể cả không có quà hay hoa, tôi vẫn rất hài lòng. Bên cạnh đó, cô cũng tiết lộ lý do được ông xã tặng đồng hồ. Kenny nói đồng hồ là để nhớ khoảnh khắc chúng tôi bên nhau. Anh ấy đã tặng tôi nhiều đồng hồ và tôi sẽ nhớ từng khoảnh khắc được ở bên anh ấy. Trên trang cá nhân, Ôn Bích Hà liên tục chia sẻ những hình ảnh về kỳ nghỉ và những khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn đời. Bên cạnh vẻ đẹp rạng ngời, quyến rũ của bông sét xứ Cảng Thơm ở tuổi U60, hình ảnh của cô bên ông xã doanh nhân khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ trước cuộc hôn nhân hạnh phúc của cặp đôi. Ôn Bích Hà và Hà Tổ Quang đã về chung nhà gần 24 năm qua, trải qua những thăng trầm trong hôn nhân. Ôn Bích Hà thừa nhận bản thân học được cách trân trọng mối quan hệ với Hà Tổ Quang. Minh tinh U60 tiết lộ, cô là người bốc đồng và sống thiên về cảm xúc, trong khi ông xã thuộc tuyết người điềm đạm và lý trí. Mỗi khi gặp bất kỳ vấn đề gì, anh luôn là người kiên nhẫn lắng nghe và đưa ra những lời khuyên hữu ích cho vợ. Ông xã Ôn Bích Hà tôn trọng sở thích và đam mê của cô, để nữ diễn viên tự do làm điều mình thích, không can thiệp phong cách ăn mặc cũng như những cảnh thân mật, gợi cảm của cô trên màn ảnh. Ôn Bích Hà và Hà Tổ Quang bên con trai nuôi Savi, hiện 14 tuổi, đang học tập tại Mỹ. Nữ diễn viên nhận xét, con trai ngoan ngoãn, tự lập, yêu thương cha mẹ và ngày càng trưởng thành. Ở tuổi 57, Ôn Bích Hà vẫn giữ được nhan sắc tươi trẻ rạng rỡ, cùng vóc dáng mảnh mai quyến rũ và theo đuổi phong cách điệu đà nữ tính. Nữ diễn viên xứ Cảng Thơm hoạt động nghệ thuật sôi nổi,
chăm chỉ kinh doanh và nhận được sự ủng hộ tích cực từ ông xã. Năm ngoái, nữ diễn viên tái xuất màn ảnh với phim Tuổi 18 của chúng ta. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.